cho ngoại coi đi con. 1, 2, 3. Ôi, chú lẹ ra, giống ghê ha. Con làm lại nha. Wow. Hay quá. Con gái của ba giỏi quá trời. Mới còn chút xíu gì mà làm được hay vậy chứ. Yeah. Ôi ôi. Nè, nếu bạn còn coi tôi là bạn thì bạn nên im đi. Còn nếu nói một lần nữa thì nghỉ chơi đó. Cái gì ghê dữ vậy trời. Bạn hù tôi hả? Thì bạn thử coi tôi hù bạn không. Nói chứ mấy cú trị thuyết hay lắm. Im đi. Hay là mình cho con Lam Chi nó đi học wushu đi. Anh thấy không? Nó chỉ cần coi người ta biểu diễn có một lần thôi mà thần thái của nó hả? Không thua gì vận động viên chuyên nghiệp hết. Chị Tâm Ý ơi, chị còn ngoài đó không vậy? À, còn. Em thích chị thật. Em thích chị được chứ. Vậy thôi. À, chị cứ coi tôi cũng vậy. Tôi cũng thích cậu lâu rồi. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1.